Hôm qua, thông tin doanh nhân Lê Thị Dầu đòi kiện CEO Nguyễn Phương Hằng vì hành vi xúc phạm danh dự, bịa đặt, vu khống đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Cụ thể, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thực phẩm Bình Tây cho biết, mình là nạn nhân của bà Hằng. Những điều vu khống, bịa đặt của CEO Nguyễn Phương Hằng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm và thương hiệu sản phẩm của mình. Tuy nhiên, bên cạnh những hoạt động thiện nguyện được báo chí ca ngợi, trong quá khứ, nữ doanh nhân Lê Thị Dầu cũng từng dính nhiều lùm xùm về việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Vậy, bà Lê Thị Dầu, người khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng, máu mặt như thế nào? Bà Lê Thị Dầu là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Thực phẩm Bình Tây, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian gần đây, nữ doanh nhân Lê Thị Dầu thường xuyên đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện như nhận bảo trợ cho con của nữ công nhân tử vong vì Covid-19, phát động phong trào thiện nguyện cùng Bình Tây mùa Vu Lan. Bà Lê Thị Dầu nổi tiếng là một trong những người sùng đạo Phật. Vì vậy, thương hiệu mì chay lá Bồ Đề của bà Lê Thị Dầu làm chủ tịch luôn gắn liền với nhiều hoạt động thiện nguyện. Hình ảnh lá Bồ Đề tượng trưng cho những giá trị Phật giáo mà bà Lê Thị Dầu luôn đề cao và trân quý. Trong quá khứ, nữ doanh nhân Lê Thị Dầu từng vướng loạt lùm xùm. Cụ thể, bà từng vướng nghi án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm 2018. Được biết, cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp Tự Quản thuộc địa bàn xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai không đủ tiêu chuẩn xây dựng cụm công nghiệp Tự Quản. Nhưng doanh nhân Lê Thị Dầu lại tuyên bố là được phép xây dựng. Sau đó, bà Dầu đã tiến hành phân lô bán nền cho các doanh nghiệp để họ xây dựng. Nhiều doanh nghiệp tin tưởng đã bỏ số tiền lớn để mua và hậu quả là rơi xuống bờ vực. Điều đáng nói ở đây là bà Dầu đã lẩn trốn về thành phố Hồ Chí Minh và không dám xuất hiện tại khu công nghiệp do chính bà làm chủ. Có tin đồn bà bị giới doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh gắn mác là doanh nhân lừa đảo. Cuối tháng 7 năm 2015, bà Dầu tiếp tục dùng tiền làm tăng uy tín của mình bằng cách liên hệ với Hội đồng Khoa học, Đại học Kỷ lục Thế giới để mua bằng tiến sĩ, một thứ bằng không có giá trị. Bà Dầu một lần nữa trở thành trò cười cho giới doanh nhân cùng thời. Bà Lê Thị Dầu ngoài việc đồng sở hữu hai doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây, Công ty Cổ phần Đầu tư Tấn Hưng, bà này còn có một cơ sở sản xuất nước tương nhưng lại có thông tin khi xuống tận nơi thì lại không phát hiện một hạt đậu nành nào, khiến nước tương của bà bị nghi làm từ hóa chất. Đây lại là những chai nước tương mà bà rất hay mang đi làm từ thiện cho người nghèo. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ một quyết định nào của nhà chức trách kết luận những lùm xùm này là có thật hay không, đúng hay sai. Những tin tức được nói ở trên xuất phát từ một website có tên miền quốc tế mà chúng tôi không đủ điều kiện để kiểm chứng. Nếu theo thông tin trên thì bà Lê Thị Dầu là một người phụ nữ vô cùng quyền lực, lăn lộn trên thương trường cũng nhiều năm. Với số tiền đòi bồi thường 1.000 tỷ, có lẽ bà Nguyễn Phương Hằng phải đau đầu, tốn nhiều công sức để giải quyết vụ kiện lần này. Theo chia sẻ từ livestream trước của mình, bà Hằng sẽ tiếp tục xuất hiện trên sóng vào tối nay ngày 2 tháng 6. Không biết bà chủ Đại Nam có lên tiếng gì về vụ kiện lần này hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem.